Tình trạng hay gặp ở răng trẻ em là thứ nhất là sâu răng, tác hại của sâu răng. Thứ nhất là bé bị đau răng. Đau răng thì có nhiều mức độ, có thể là đang ăn nhai, đau quá, ăn không được thì dẫn tới là bé nhai không kỹ, nuốt xuống sẽ ảnh hưởng tới dạ dày. Đau nhiều hơn, tối ngủ không được, dẫn tới là ảnh hưởng sự phát triển của bé, phát triển chiều cao của bé trong giấc ngủ. Nặng hơn nữa là sâu toàn bộ cái răng, mất cái phần thân răng phía trên thì sẽ ảnh hưởng tới cái việc giữ chỗ cho cái răng vĩnh viễn mọc lên, dẫn tới là sẽ bị lệch lạc răng sau này. Ngoài ra cái việc sâu răng nó còn dẫn tới một cái vấn đề nữa là nó lưu giữ thức ăn trên những cái răng sâu của bé, gây ra tình trạng hôi miệng trên miệng bé. Bé sẽ ngại nói chuyện, ngại giao tiếp với những bạn khác, hoặc là những cái răng cửa nó bị sâu sẽ mắc cỡ, không dám cười, dẫn tới ảnh hưởng trong cái việc là hòa nhập với các bạn khác trong lớp. Về cách phòng tránh sâu răng ở bé thì thứ nhất là chải răng đúng cách, đúng giờ, đúng thời điểm. Thứ hai là ăn uống với những cái món phù hợp, lành mạnh, không ảnh hưởng tới răng miệng. Thứ ba là bé sẽ đi tới khám nha sĩ định kỳ 3 tới 6 tháng một lần để nha sĩ theo dõi, kiểm tra và đồng thời vệ sinh răng cho bé. Hay gặp là viêm nướu thì nguyên nhân đa phần là bé viêm nướu trong trường hợp bé mọc răng. Cái tình trạng dơ miệng mà gây viêm nướu thì đối với mấy bé cũng ít chứ không có nhiều, nhưng mà những cái viêm nướu đó thì nó sẽ dẫn tới là bé bị sưng phồng cái nướu, hoặc là đôi khi có những bé là sẽ bị cả áp xe nướu. Những trường hợp đó bé sẽ đau nhất, có bé nhất không ngủ được luôn, thì chúng ta phải tới nha sĩ để kiểm tra. Nha sĩ có thể cho uống thuốc hoặc là sẽ vệ sinh răng miệng lại cho bé, đồng thời hướng dẫn lại để phụ huynh có thể an tâm hơn là cái đó là tình trạng tự nhiên hay là đó là do bệnh lý của bé. Viêm tủy răng, răng sữa cũng như răng người lớn, giống như răng người lớn vậy đó, vẫn có cái phần tủy bên trong để nuôi dưỡng cái răng. Tuy nhiên nó khác là nó dễ sâu răng hơn so với răng người lớn. Cái thời gian sâu nó cũng sẽ nhanh hơn, người lớn có thể cả 2-3 năm răng nó vẫn không tiến triển, nhưng mà đối với trẻ chỉ cần 6 tháng thôi là nó đã vô tới ngà tới tủy luôn rồi. Là lúc đó nó đau nhức, khó chịu, ngủ không được, ăn nhai không được. Và nếu như mà nó là viêm tủy mãn tính thì nó sẽ gây ra sưng, một cái khối nhiễm trùng sưng áp xe ở vùng xương của bé. Những cái nhiễm trùng đó đôi khi nó sẽ ảnh hưởng luôn cả tới cái phần mầm răng vĩnh viễn bên dưới của bé. Cách khắc phục điều đó là phụ huynh cần vệ sinh cho bé kỹ hơn và đưa bé đi khám định kỳ để bác sĩ phòng ngừa cái việc là bé bị viêm tủy răng như vậy. Còn nếu như mà trễ quá buộc phải điều trị thì bé phải lấy tủy răng, đồng thời là phải phục hồi cái răng đó lại bằng mẫu răng. Cái trường hợp thứ tư cũng hay thường gặp đó là răng bị lệch lạc. Nó lệch lạc mức độ nhẹ thì nó là chuyện bình thường, nhưng mà nếu nó lệch lạc mà nhiều hoặc là nó có sự gài khớp không phù hợp thì chúng ta cần phải điều chỉnh nó lại càng sớm càng tốt. Để phòng ngừa cho cái tình trạng này á, khi mà bé thay răng thì phụ huynh cho bé đi tới tái khám bác sĩ để bác sĩ kiểm tra coi răng mọc ok hay không, hay là cần phải can thiệp sớm. Răng sữa tuy là chỉ đồng hành với bé một khoảng thời gian ngắn nhưng mà nó cực kỳ quan trọng với nhiều vai trò khác nhau, nên thành thử ra phụ huynh cần phải quan tâm nó nhiều hơn. Để chăm sóc răng sữa tốt thì phụ huynh cần kết hợp nha sĩ bằng cách đó là, thứ nhất là ở nhà thì cho bé ăn những cái loại thức ăn tốt cho răng, hạn chế những loại thức ăn đường bột. Thứ hai á, cho bé chải răng đúng cách, đúng giờ, đúng thời điểm. Và thứ ba là sẽ tới nha sĩ để khám răng định kỳ và cùng nha sĩ thảo luận xem bé có tình trạng gì xảy ra trên miệng tốt hay không tốt, và có những cái can thiệp sớm khi cần thiết.